Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Như các bác đã thấy đây. Các bác hình ảnh nghề các bác khá là quen thuộc rồi nhá. Quần áo bắt ong. Nhá, quần áo bảo hộ bắt ong. Đối với cái mẫu này đấy nhá. Bây giờ nó là cuối mùa ong rồi, nhưng mà anh em nhu cầu dùng vẫn rất là nhiều. Thì cái mẫu này là cái mẫu hàng quần áo rèn ri phổ thông. Các bác lần đi. Mẫu hàng quần áo rèn ri hàng phổ thông từ trước đến giờ. Cái bộ này thì giá nó cũng gọi là trung bình thôi. Hôm trước thì tôi có giới thiệu một bộ nó cao cấp hơn nữa, và hôm nay thì hàng về rất là nhiều. Đối với cái bộ mẫu rèn ri này cho anh em đang rất là yêu chuộng nhá. Đây, đây những phụ kiện các bác xem lại cho nắm rõ nhá. Đây tôi lấy, tôi gần chỗ mở. Đây là cái bộ quần áo rèn ri, nhưng các bác đã nắm được rồi. Phụ kiện đi theo đó là cái mặt nạ khẩu trang theo kiểu như mặt nạ chống độc nhá. Bao tay cao su mỏng để các bác phụ thêm vào trong quá trình mà bắt ong đất nhá. Cái kính chống ong đái, kính chống ong đái này. Một cái mũ bảo hộ, và đây là cái kết cấu của cái bộ này. Cái bộ này các bác cũng rất là quen thuộc rồi, anh em mua sụn rất là nhiều. Số bán nó có khi lên đến cả số lượng nó về bộ lên tới ở mấy nghìn bộ rồi nhá. Đây. Cái hàng này thì nó là ủng quần áo liền thành một khối nhá. Liền thành một khối. Đây. Rất là dày dặn và kín đáo các bác nhá. Đây là cả kín đáo. Nhưng mà nói chung là đây là số bán hàng trên video thực tế, hàng có như nào để nói thật cho các bác, để các bác nắm được trước khi mua. Thì cái này không phải là nó mặc thì nó hơi nóng một chút, tại vì nó chất liệu nó bằng da. Bằng da rất là dày. Tuy nó có nhiều tháng rồi nhưng nó vẫn là nóng đấy các bác nhé. Và cái thứ hai nữa là cái ủng này là nó dày này, thì khi các bác mà mặc vào leo trèo cây ấy, thì nó sẽ hơi khó khăn. Các bác trèo ở cự ly thấp thôi nhé, chứ mình trèo cự ly cao là hơi khó đấy. Cái này tôi phải nói trước. Và thứ hai là chất liệu này là chất liệu bằng da. Nhiều khi mà các bác ôm một cây tụt xuống ấy, thì khả năng mình cào rách của nó là cũng có đấy, nhiều đấy nhé. Thì bây giờ cái bộ này là bộ phổ thông, anh em cũng chuộng rất là nhiều. Còn cái bộ hàng rẻ tiền hơn nữa mà không ủng không găng tay thì là rất là ít người dùng nhé. Bộ này thì nó có nhiều thông số, nhiều cái size cho các bác. Anh quay gần size. Các số này. Nhiều các size cho các bác để các bác lựa chọn nhé. Đối với các bác nào mà nhỏ nhất thì nó có cái size 41. Nhưng mà thực tế cái size 41 thì các bác mặc vào rất là khó chịu. Mặc về chiều rộng, chiều cao thì đủ rồi đấy. Nhưng mà cái cánh tay này, các bác nào có nhỏ con mấy mà mặc cái size 41 ấy, thì mình vươn lên như này là sẽ không vươn được đâu. Nó rất là căng cái nách này. Cái nách này rất là căng nhá. Thì các bác ít nhất cũng phải chọn từ size 42 trở lên. Đây, size 42 trở lên. Số nào số cũng có nhá. Ví dụ như này là size 42 này. Size 42. Đấy, cho các bác mà 50 cân, 1 mét 6 mấy này. Thế còn các bác thấy hơn thì các bác sẽ chọn size 43. Đây, size 43 đây. Nhá, size 43. Và các bác nào là kích cỡ ngoại cỡ luôn, to nhất luôn thì chọn size 44. Có đủ các size thì các bác lựa chọn. Nhưng các bác lưu ý kỹ là cái size 41 là shop không bán. Các bác mặc vào là sẽ hơi khó chịu đấy nhá. Thì đấy là rút kinh nghiệm anh em đã mua rồi, trải nghiệm rồi. Thì các bác lựa chọn cái bộ size là rộng rãi một chút, mặc cho nó thoải mái thì nó leo trèo nó còn dễ được. Đối với bộ này thì cho các bác mà chơi bắt ong đất thì cực kỳ thôi. Rất là dày nhá. Hàng rất là dày này, da dày, ong đốt không thủng này, da liền, kín đáo. Bây giờ là cuối mùa ong rồi, nhưng mà nhu cầu của anh em cũng rất là lớn. Và cái bộ này ấy, thì là các bác mua năm nay dùng được ít thời gian thì các bác để sang năm các bác dùng tiếp. Nhưng một số anh em cũng gọi mua hàng, thì để đảm bảo cái nguồn hàng nó đầy đủ cho các bác, tránh tình trạng như là mấy hôm trước là các bác gọi đặt cái hàng này là shop cũng xin lỗi là báo với các bác là hết hàng. Thế nhưng mà bây giờ nhập được lô hàng rất là nhiều, cả mấy chục cái đây này. Ngoài này nữa này nhé, thì đảm bảo phục vụ cho các bác về số lượng từ giờ đến cuối năm nhé. Các bác mua bao nhiêu lúc nào cũng có nhé. Thế còn mấy hôm trước thì các bác cũng thông cảm là nó hết hàng không có kịp cho các bác được, thì bây giờ số lượng là khá là nhiều. Các bác nào có nhu cầu chơi thì cứ liên hệ nhé. Đây, số lượng rất là nhiều đấy, kéo cả xe về này, đủ các số 42 43 44 nhé các bác nhé. Đây trong này nó sáng hơn, thì tôi bỏ mấy bộ để cho các bác xem cho nó rõ thôi nhé.
Thì kết cấu của cái bộ này cơ bản là như vậy nhá. Đủ các phụ kiện này, đóng trong bao bì là cái túi da đen như thế này để cho các bác có thể là xách được. Đấy, các bác xách được. Tự nhiên tôi bỏ cái bộ này ra là cái bộ size số 43. 43 này phù hợp cho các bác mà nặng khoảng 65 70 cân nhá. 65 70 cân. Thôi các bác nào mà trên 70 cân thì nên chọn cái size 44 nhá. Đây phụ kiện có cho các bác là mũ bảo hộ này. Căng tay này. Căng tay này khi các bác mà bắt ong đất ấy thì các bác sẽ phải trang bị thêm vào nhá. Đeo ở phía trong. Xong mới tới găng tay của bộ kia. À, kính chống ong đái này. À, khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc này. Và đây là kết cấu của cái bộ đây. Nha. Đây các bác, cái này thì anh em vẫn thường hay gọi là bán cho tôi cái bộ quần áo rèn di. Đây nhá, đây chính là bộ quần áo bảo hộ bắt ong rèn di. À, đây các bác này. Chất liệu da cũng rất là dày. Phía trước là kính thì có rất nhiều clip đã giới thiệu chi tiết với các bác và cái bộ này rồi, thì các bác muốn xem kỹ hơn thì các bác tham khảo ở trong cái danh sách video của shop nhé. Các bác vào trong YouTube tìm lên cái danh sách video của shop Tân Ánh thì sẽ có những clip giới thiệu chi tiết cụ thể với các bác từng chi tiết một. Thì đây tôi chỉ làm mấy clip tổng thể thông báo với các bác là có cái hàng quần áo bắt ong và rất là nhiều nha các bác nhé. Quần áo bắt ong loại rèn di anh em rất là chuộng và rất là nhiều các bác nhé. À, các bác có nhu cầu mua đồng liên hệ trực tiếp các đầu số điện thoại của shop nhé. Các đầu số điện thoại của shop. À, các bác mua hàng thì các bác tìm hiểu là các bác mua ở đơn vị nào. Thì các bác mua đơn vị bên tôi ấy là bên shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhé. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hàng thì ship COD đi toàn quốc. Nhá. Các bác mua bộ quần áo bắt ong này thì không cần phải đặt cọc. Cứ liên hệ là shop sẽ ship thôi. Thế còn trường hợp nào mà một số các em nhỏ tuổi quá mà muốn mua ấy, thì nhiều khi là chưa đủ độ tin tưởng thì là shop cũng có yêu cầu cào thẻ điện thoại. Thì đấy là mong anh em phải thông cảm nhé. Thế còn anh em mà đứng đắn đàng hoàng, làm việc uy tín thì không cần phải cọc cạch gì hết nhé. Đấy. Bộ quần áo bắt ong hàng rất là nhiều, đủ các số cho các bác lựa chọn nhé. Size nào cũng có, ship COD toàn quốc nhé. Rồi cần mọi thông tin liên hệ thì vui lòng alo trực tiếp các đầu số điện thoại của shop nhé. Để nhận được sự tư vấn bán hàng của anh em trong tổ bán hàng nhé. Rồi xin chào các bác.